Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 13 để xem xét thông qua các nội dung có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh hội nghị lần này sẽ xem xét thông qua 9 nội dung, trong đó đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 277 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng mang tính định hướng cho năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Hưng Yên tăng trên 6,52%, cao hơn so với kế hoạch và mức bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách đạt 17.300 tỷ đồng, vượt 27% dự toán. Dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn cơ bản kiểm soát tốt, không để lây lan diện rộng. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên sẽ quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7%, thu ngân sách đạt trên 19.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng. Phát biểu làm rõ một số nội dung trong báo cáo kinh tế xã hội, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh những điểm sáng của tỉnh Hưng Yên năm 2021 là thành quả rất đáng tự hào. Trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hưng Yên vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trong top 16, thu nhập bình quân đầu người trong top 10 của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 1,15%, cho thấy nền kinh tế Hưng Yên đang phát triển khá bền vững. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề về công tác lập quy hoạch, đầu tư công trung hạn, thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản, xây nhà ở cho công nhân, cấp nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, đề nghị điều chỉnh nghị quyết số 277, công tác cán bộ thực hiện kế hoạch 93A phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cơ bản nhất trí, thống nhất các nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị. Trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, việc đặt một số chỉ tiêu của năm 2022 cao hơn năm trước thể hiện sự quyết tâm cao độ của toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trong tổ chức thực hiện cần có sự đột phá về tư duy, nghĩ lớn, làm lớn. Chúng ta tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư và đặc biệt là phát triển công nghiệp. Còn nếu không mà chúng ta không có tư duy mới và cách làm mới, thì giấc mơ trở thành tỉnh công nghiệp vẫn mãi là giấc mơ. Cho nên là ban thường vụ của nhiệm kỳ này thì cũng nhất định đột phá về tư duy và cách làm, tập trung hoàn thành xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cái nội dung rất mới. Chúng ta phát triển phải có chủ thuyết, phải có tầm nhìn dẫn dắt với những cái mục tiêu rất là cụ thể và có những chính sách kèm theo cái chủ trương để xây dựng cái chiến lược này. Thì Ban Thường vụ cũng đã thống nhất và sẽ triển khai sớm cái việc này cùng với cái chiến lược phát triển là cần phải tập trung xây dựng và phê duyệt được cái quy hoạch tỉnh, rồi quy hoạch vùng, huyện, thành phố, thị xã, quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất, rồi chương trình phát triển đô thị tỉnh, chương trình phát triển đô thị của thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, chương trình phát triển nhà ở và các phương án quy hoạch chuyên ngành. Đây cái nội dung rất quan trọng và sẽ là trọng tâm của 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị thống nhất chủ trương sửa đổi bổ sung một số điều nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.